phải đã lâu rồi tôi chưa thực sự chạm vào gió. Dường như đã quên cảm giác được hòa mình vào làn nước suối cuộn mát lạnh. Cảm nhận thời gian trôi qua nhẹ nhàng và hiện ra ngay trong tầm mắt. Và rồi, tôi gặp Bắc Hà. Ở nơi này, tôi có thể tận hưởng trọn đủ những âm thanh sống động của núi rừng. Tiếng gió reo xào xạc trên đồi cao tích tắp và tiếng chim hót líu lo. Nơi mà những nụ cười chẳng hề đắt đỏ. Ở nơi này, tôi tìm được sự bình yên thực sự. Cứ mãi ngắm nhìn, mãi kiếm tìm và lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, cảm nhận sự lắng đọng của thời gian dệt lên trên từng dãy núi. Và nụ cười của những con người nơi đây